Lưu ý, video có chứa cảnh sinh đẻ, có thể không phù hợp với một số người không thích xem cảnh sinh đẻ. Đề nghị cân nhắc trước khi xem. Năm 1994, Không quân Mỹ đã phọt ra ý tưởng về một loại bom có khả năng phát tán các kích thích tố nữ giới, đồng thời tạo ra những đội quân gay, thích thông cống hơn là đánh trận. Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong loạt video mới te và có thời lượng siêu ngắn của VFX. Và chính vì có thời lượng siêu ngắn nên tôi sẽ không làm phí phạm thời gian của các bạn nữa. Chào mừng đến với Sự thật nổ não mùa 1 tập 2, những quả bom gay. Năm 1994, phòng thí nghiệm Wright trực thuộc Không lực Hoa Kỳ đã đưa ra một bản đề án dài 3 trang cho một dự án sản xuất hàng loạt những quả bom gay. Thật vậy, bom gay hay bom đồng tính là tên gọi không chính thức của một loại vũ khí tâm lý, hóa học giả tưởng, không tồn tại, không gây chết người mà Không quân Mỹ từng tham vọng hiện thực hóa. Nguyên lý cơ bản của món vũ khí này đó là phát tán các kích thích tố nữ giới, nguyên văn là female sex pheromones, lên quân đội địch, không tạo ra những đội quân gay, yêu thích dầu nhớt, đẩy và thông cống hơn là đánh trận, từ đó làm giảm sức chiến đấu của kẻ thù. Về sau, dự án này chẳng những chả đâu vào đâu, nó còn được trao tặng giải thưởng Ig Nobel Hòa Bình năm 2007, một phiên bản fake của giải thưởng Nobel Hòa Bình danh giá, chuyên được trao tặng cho các thành tựu khoa học bất thường hoặc tầm thường. Bản thân tên gọi của giải thưởng này là Ig Nobel cũng là một sự chơi chữ của từ ignoble, có nghĩa là thấp hèn, như là một cách để chỉ trích và châm biếm những công trình nghiên cứu khoa học ngớ ngẩn và lỗ bịch. Đèn pin sai, đây không phải là đèn pin loại thường, mà chính là cái đèn pin thái dương năng khỏi dùng pin đèn. Lúc có tia sáng thì nó sẽ sáng, nhưng mà không có tia sáng thì nhất định không sáng. Có khi nào không tia sáng vẫn sáng không? Chỉ cần dùng cái đèn pin khác chiếu vào nó thì nó sẽ sáng lên. Ha, thấy chưa? Thấy chưa? Rất nhiều người tự gọi mình là tín đồ của những cô máy đếm thời gian, tức đồng hồ. Họ có thể bỏ ra hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn củ đồng chỉ để sở hữu một chiếc đồng hồ. Thế nhưng chưa chắc họ đã để ý thấy rằng thời gian hiển thị trên những chiếc đồng hồ có ít nhất 2 kim giờ và phút trong các tranh ảnh quảng cáo trong 99,99% trường hợp đều cùng là 10 giờ 10 phút hoặc 10 giờ 10 phút và 36 giây. Lý do thì rất đơn giản. Việc dàn xếp kim giờ và kim phút tại những vị trí trên sẽ không những không che mắt logo và tên thương hiệu, những thứ làm nên quá nửa giá trị một chiếc đồng hồ, mà nó còn vô tình đóng khung cũng như làm nổi bật chúng. Người ta tính toán và tớ tổng hợp lại được rằng tổng số tiền hiện có trên thế giới bao gồm tiền ở dạng vật lý, tiền trong các tài khoản ngân hàng, các sổ tiết kiệm là khoảng 60.000 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, chỉ có khoảng 5.000 tỷ, chiếm khoảng 8% là tiền thật, tức tiền vật lý như vừa đề cập bên trên, bao gồm tiền giấy hay tiền xu. Số còn lại, 55.000 tỷ đô la Mỹ thì nằm trong máy tính và sổ sách. Từ rầy trở đi, các cô nàng mũm mĩm sẽ có thêm một lý do để tự an ủi cũng như sinh hư cho cái thói ăn lắm của mình bằng cách ăn khoảng chục quả trứng gà không lộn hoặc trứng vịt không lộn vào mỗi buổi sáng. Bởi một cách khoa học mà nói thì bạn chỉ ăn sáng có vỏn vẹn 10 tế bào mà thôi. Thật vậy, khác với những quả trứng gà, trứng vịt lộn, tức trứng của những chị em gà, vịt đã mất trinh, trứng của những chị em gà, vịt còn trinh, không tính phần vỏ, có bản chất chính là một tế bào khủng bố đại ca đại tẩu với nhân tế bào là lòng đỏ. Tiện nói về trứng, trứng của chị em phụ nữ cũng thuộc loại khổng lồ trong giới tế bào với đường kính khoảng 1.000 micromet, tức 1 mm, vừa đủ để có thể được quan sát thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn không đủ to nếu các mẹ có nóng máu đòi luộc ăn. Bà khổ con mẹ gì? Khổ mà. Bà sướng bà mới có chữa. Đâu ra mà chữa? Ôi, tao như quỷ già, có chữa gì trời. Trứng của em mà luộc ăn hết lòng rồi. Vẫn liên quan đến trứng, trứng gà điểu vừa là những quả trứng lớn nhất, vừa là những tế bào khủng nhất thế giới còn tồn tại, với quả lớn nhất được công nhận bởi tổ chức Guinness Thế Giới nặng 2.589 gram. Bonus, có thể bạn biết rồi, cũng có thể bạn chưa biết, gà là một sinh vật có bản chất khá tiết kiệm,
hà tiện và mất vệ sinh. Khi trải qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng vẫn chỉ sử dụng một lỗ duy nhất để vừa tè, vừa ị và vừa đẻ. Và đáng lý ra thì trứng đà điểu đã chẳng giành được ngôi vương trong bảng xếp hạng những quả trứng nếu như loài chim voi, elephant bird, một loài họ hàng xa của đà điểu không tuyệt chủng khoảng 1.000 năm trước. Tuy vậy, 40 quả trứng của loài chim không biết bay cao tối đa 3 mét và nặng trung bình 400 kg này thì may phúc vẫn còn được lưu giữ một cách khá nguyên vẹn, với quả lớn nhất dài tới 34cm và nặng khoảng 10kg. Và nếu như bạn đã thắc mắc thì bên trong quả trứng chứa bộ xương khô của con chim non, chứ không lẽ lại là lông trắng và lông đỏ? Wadi Us-Salam là một nghĩa trang Hồi giáo ở Iraq, đồng thời là nghĩa trang lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 6,01 km². Nghĩa trang 1.400 năm tuổi này hiện là nơi yên nghỉ cuối cùng của khoảng trên 5 triệu người, với thêm hàng chục nghìn người gia nhập mới mỗi năm. Nếu như bạn đang tò mò thì mật độ dân số trung bình của nghĩa trang này là 831.946 cụ trên 1 km², gấp hơn 19 lần thành phố đông đúc nhất thế giới là Manila của Philippines với 43.079 người trên 1 km². Và với mật độ lên tới 0,8 cụ trên 1 m² đất, cùng thực tế là ngày càng có thêm nhiều cụ muốn được yên nghỉ tại Wadi Us-Salam, ban quản lý nghĩa trang đã phải bố trí những hầm mộ tập thể với quân số của mỗi hầm là 50 cụ. Các bạn vừa xem xong video Sự thật nổ não mùa 1 tập 2, những quả bom gay. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Mỗi sáng bạn ăn bao nhiêu tế bào? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ channel của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.